chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện. Chương 291, Mộ Thiếu Dục ưng thuận cam kết tầng thư giao biết người cuối cùng lên ngôi vị hoàng đế là Mộ Thành Hy. Chẳng qua là nàng không khuyên bảo, bởi vì nàng không biết suy nghĩ thật sự trong lòng mộ thiếu dục nàng không biết rốt cuộc mộ thiếu dục có muốn làm hoàng đế hay không nếu như mộ thiếu dục muốn nàng tuyệt đối sẽ không phản đối nếu như mộ thiếu dục không muốn nàng cũng sẽ ủng hộ thời gian kiếp trước cuối cùng mộ thiếu dục không trở thành hoàng đế nhưng vẫn cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với mộ thành hy một thời gian nên xuất hiện một chút mâu thuẫn tần thư giao lẳng lặng ngồi ở trong đình nhìn con cờ trên bàn không khỏi nhíu mày một cái, tam hoàng tử muốn không lùi mà chiến sao. Mộ thiếu dục khẽ miễn cười, lại đánh xuống một quân cờ đen, sau đó cười nói, từ nhỏ ta đã không có hứng thú gì với ngôi vị hoàng đế rồi, từ nhỏ ngũ đệ đã có chí hướng lớn, hơn nửa năm đó đệ ấy còn chưa ra đời, phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, nói lập ngũ đệ làm thái tử. Chỉ là bởi vì sau đó trời xuôi đất khiến, để cho ngũ đệ bỏ lỡ hiện tại để cho đệ ấy thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không tồi ta cũng muốn tìm một chỗ sống vui vẻ thoải mái tần thư giao cũng muốn rời xa kinh thành tìm một chỗ yên tĩnh sống thoải mái chỉ là bởi vì sợ mộ thiếu dục còn có chí hướng lớn cho nên nàng vẫn luôn không nói ra bây giờ nghe mộ thiếu dục nói như vậy trong lòng cũng có mấy phần vui mừng ban đầu hoàng thượng nói hết năm sẽ lập tức cho chúng ta rời kinh hiện tại cách lễ mừng năm mới cũng chỉ có hơn nửa tháng nếu như chàng thật sự muốn đi đến lúc đó lại đi nói với hoàng thượng một chút là được mộ thiếu dục nghe vậy khẽ gật đầu sau đó cười nói chỉ cần nàng thích là tốt rồi trên mặt tầng thư giao hơi đỏ lên đương nhiên nàng hiểu vị trí của mình ở trong lòng mộ thiếu dục chẳng qua là hiện tại nàng chỉ là một trắc phi mặc dù bạch thiển là chính phi của mộ thiếu dục nhưng mà mộ thiếu dục và bạch thiển vẫn luôn không có quan hệ phu thê thật sự tiếp tục như vậy chỉ biết làm chậm trễ bạch thiển vậy bạch thiển thì sao ban đầu là hoàng hậu chủ trương để cho mộ thiếu dục cưới bạch thiển hiện tại hoàng hậu tự sát như vậy bạch thiển cũng coi như là tự do mộ thiếu dục hơi nhíu mày một cái cười nói không cần lo lắng ta đã có biện pháp ngược lại tầng thư giao một chút cũng không lo lắng chẳng qua là trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn dù sao mình là trắc phi coi như hưu bạch thiển sau đó giúp bạch thiển tìm một nam tử nàng thích vậy mình vẫn còn là trắc phi lúc trước quả thật tần thư giao không so đo nhưng không biết vì sao khi mình chân chính phải đối mặt vấn đề như vậy thì trong lòng có chút khổ sở nàng biết nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường coi như mình là chính phi cũng không ngăn cản được mộ thiếu dục cưới thiếp thất chẳng qua là từng màn của kiếp trước cũng làm cho tần thư giao có chút hoảng hốt nàng không muốn chia sẻ trượng phu với những nữ tử khác nàng cũng không muốn lại vì một người nam nhân mà sống chung với một đám nữ nhân mà mình không thích chẳng qua là những lời này nàng cũng không thể nói cho nên nàng chỉ hơi cúi đầu nhíu chặt mày mộ thiếu dục không hiểu lo lắng trong lòng tần thư giao thấy bộ dạng mất hứng của nàng lại trấn an nói không cần lo lắng ta sẽ không cưới những nữ nhân khác tần thư giao nghe vậy hơi ngẩn ra ngẫu nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt sáng ngời nhìn chầm chầm vào hắn, trong lòng có một chút kích động, cũng có một chút nghi ngờ, thiếp, chỉ là trắc phi của chàng, chàng giúp thiển nhi sắp xếp một đường lui, đương nhiên hoàng thượng cũng sẽ giúp chàng tìm thêm một chính phi, coi như hoàng thượng không giúp, hiền phi nương nương cũng sẽ nhanh chóng giúp chàng thu xếp, tần thư giao không khỏi nhớ tới trịnh anh anh, nàng biết trịnh anh anh đã có hôn ước, chỉ cần qua hết năm là có thể thành thân. Nhưng nàng dâu hiền phi thích nhất chính là Trịnh Anh Anh, coi như mộ thiếu dục không cưới trịnh anh anh làm chính thê cũng sẽ đi tìm những cô gái khác trong trịnh gia chợt nàng ngẩng đầu lên nhìn mộ thiếu dục lộ ra nụ cười thản nhiên hiền phi nương nương vẫn luôn không thích thiển nhi nếu chàng hòa ly với muội ấy rồi hiền phi sẽ giúp chàng tìm một thê tử hiền thục khác nàng không muốn nói quá nhiều với mộ thiếu dục cúi đầu liếc mắt nhìn bàn cờ đã thua hết sau đó đứng lên cúi người thi lễ với mộ thiếu dục cười nói chúc mừng tam hoàng tử. Chẳng biết tại sao, khi nói ra những lời này thì trong lòng của nàng rất khổ sở, nàng xoay người, sau đó đi ra khỏi lương đình. Từ trước Tần Thư Giao vẫn luôn không nghĩ những thứ này, bởi vì nàng cho rằng mình sẽ không yêu một ai nữa, sẽ không động tâm với người nào nữa, càng sẽ không quan tâm đến một người nào khác hay một nữ tử nào khác. Chẳng qua là khi Tần Thư Giao nghĩ đến mộ thiếu dục sẽ dần dần xa cách mình, khi trong đầu của nàng xuất hiện cảnh mộ thiếu dục ôm lấy những cô gái khác thì trong lòng tần thư giao cảm thấy khó chịu và khổ sở nàng không thích loại cảm giác này cho nên chỉ có thể trốn tránh mộ thiếu dục nhìn bóng lưng trong trẻo lạnh lùng của tần thư giao không khỏi nhíu chặt mày thật ra thì mới vừa rồi những lời tần thư giao vừa nói đó trong lòng hắn cũng hiểu hiền phi và hoàng thượng sẽ làm như thế nào hắn càng thêm rõ ràng vốn là hắn cũng không có ý định cưới người khác chẳng qua là hôm qua vào cung, Hiền Phi còn đặc biệt lôi kéo hắn nói, nữ nhi trịnh gia cũng không chỉ có hai người trịnh anh anh và trịnh viễn viễn. Hiền Phi vẫn luôn hy vọng người của nhà mẹ mình có thể gả cho nhi tử của mình, như vậy bà cũng càng yên tâm một chút, đối với trịnh gia mà nói cũng càng an tâm, cho nên khi Tần Thư Giao nói ra những lời đó thì trong lòng hắn cũng không kinh ngạc, chẳng qua là không nghĩ tới Tần Thư Giao biết được. Hắn đứng lên, đi về hướng Tần Thư Giao, khi hắn đi vào thì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của tần thư giao trong lòng chẳng biết tại sao lại có một chút vui mừng đừng lo lắng ta sẽ không tái giá một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho thân thể tần thư giao cứng ngắc sau đó dừng bước lại ngẩng đầu lên đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ khó hiểu nhìn mộ thiếu dục trong lòng có chút vui mừng cũng có chút kích động nàng cảm thấy lúc này mình cũng giống như những cô gái khác xấu hổ cúi đầu sau đó nói những lời khéo léo trái lương tâm, nhưng mà nàng không có, chẳng qua là nhìn chầm chằm mộ thiếu dục, khóe miệng cũng nở nụ cười thản nhiên, chàng thật sự nghĩ như vậy, trong lòng mộ thiếu dục vui mừng, liền biết mới vừa rồi tần thư giao thật sự bởi vì câu nói kia, cho nên trong lòng không vui, hắn nặng nề gật đầu, sau đó hai tay nắm chặt hai tay tần thư giao, nghiêm túc nói, cả đời có thể được một người yêu thương là đủ, không cần theo đuổi quá nhiều. Tần Thư Giao kinh ngạc nhìn mộ thiếu dục, mình là người trong lòng hắn sao? Cả đời này, hắn thật sự chỉ cần nàng sao? Nàng cúi đầu khẽ cắn môi dưới, chợt ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, chàng nói thật. Nếu lúc trước Tần Thư Giao sẽ nói, nam tử tam thê tứ thiếp là bình thường, hoặc là mình có thể đưa thêm cho mộ thiếu dục mấy nữ nhân. Nhưng mà bây giờ Tần Thư Giao đã suy nghĩ rõ ràng, nàng biết muốn trói trái tim của một người nam nhân, không phải là đưa cho hắn những nữ tử khác, mà là để ở trong lòng của hắn chỉ có một mình mình. Chương 292, Hiền Phi quản lý người phủ hoàng tử mộ thiếu dục thấy trên mặt Tần Thư Giao lộ ra nụ cười ngọt ngào, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ là bởi vì hắn đã lâu không cười, cho nên nụ cười kia cũng có chút cứng ngắc. chợt, mộ thiếu dục dùng sức lôi kéo, ông Tần Thư Giao vào trong ngực, sau đó khẽ vuốt ve tóc của nàng, ôm nhu nói, không cần lo lắng, ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến nàng. Qua hết năm, chúng ta đã đến Định Châu, cũng không cần lo lắng nữa, mặc dù hoàng hậu đã chết, nhưng mà hoàng thượng đã quyết tâm, để cho mấy hoàng tử đi đất phong, hiện tại tần thư giao một chút cũng không lo lắng, ngược lại có chút vui mừng, nàng không muốn tham gia náo loạn trong kinh thành, nàng cũng biết kế tiếp người ngồi lên ngôi vị hoàng đế chính là mộ thành hy, hơn nữa mộ thiếu dục cũng đã biểu hiện rõ thái độ của mình hoàn toàn không muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chẳng qua là rất nhiều chuyện đều ngoài dự liệu của bọn họ. Ngày hôm sau, Hiền Phi nương nương đích thân đến phủ hoàng tử, bà ra lệnh cho tất cả mọi người đến đại sảnh, mà Bạch Thiển đã sớm dự liệu được mình sẽ bị Hiền Phi đuổi ra ngoài, cho nên đến lúc đó một chút cũng không lo lắng. Ngược lại Đinh Văn Tĩnh có chút bất an, kể từ khi nàng gả cho mộ thiếu dục, vẫn không được cưng chiều, nàng cũng tự biết rõ, từng với phương sơ viện hợp mưu tính kế tần thư giao, sau bị mộ thiếu dục hung hăng trách phạt một trận, cũng dần dần phai nhạt ý định này. Hiện tại hoàng hậu đã chết, nàng là do hoàng hậu chỉ cưới, đương nhiên hiền phi sẽ đuổi mình đi. Vốn Đinh Văn Tĩnh muốn cả đời này an phận đợi ở hậu viện phủ hoàng tử, đàng hoàng sống cuộc sống của mình. Nhưng mà bây giờ nghe nói hiền phi muốn đuổi bọn họ đi, nàng lập tức hoảng hốt, phải biết nàng là cô nương đã xuất giá, nếu như bị hưu, như vậy bản thân muốn tái giá là không có nhiều khả năng coi như trở lại đinh gia như vậy cũng sẽ sống không tốt hơn cho nên những ngày qua đinh văn tỉnh vẫn luôn đứng ngồi không yên hôm nay hiền phi tới hơn nữa nói tất cả mọi người đều đến đại sảnh làm nàng càng thêm sợ hãi không thôi tần thư giao lại mang vẻ mặt trấn định bởi vì hôm qua mộ thiếu dục đã bày tỏ để nàng yên tâm rồi nàng cũng biết hiền phi thật sự muốn làm cái gì như vậy mình cũng không cách nào ngăn cản được cho nên còn không bằng thoải mái hiền phi nương nương ngồi ở trên ghế thái sư nhìn ba nữ nhân đứng ở trước mặt bà không khỏi nhíu chặt mày ba nữ nhân này bà đều không thích đều không phải là con dâu trong lý tưởng của bà nhất là bạch thiển ở kinh thành không có thân phận và địa vị gì lại có thể lên làm chính phi càng làm cho bà cảm thấy hoàng hậu cố ý làm nhục bà hiện tại rốt cuộc hoàng hậu chết Bà cũng không cần lo lắng nhiều như vậy nữa, vốn hai ngày trước, bà cũng từng nói với Mộ Thiếu Dục, tìm cho Mộ Thiếu Dục một chính phi, nhưng Mộ Thiếu Dục lại nói chính hắn sẽ sắp xếp, Hiền phi lo lắng Mộ Thiếu Dục có tình cảm với đám người Bạch Thiển, không buông tay được. Chỉ là coi như Mộ Thiếu Dục không buông tay được, cũng không sao, nam nhân vốn là có mới nới cũ, giữ lại cho nó đều được, chẳng qua là vị trí chính phi là không thể nào làm lại. Về phần hai trắc phi khác, hiền phi cũng không hài lòng chẳng qua chỉ là trắc phi cho nên bà cũng không muốn gây khó khăn nhưng bà cũng có tính toán nhỏ của mình qua hết năm các ngươi sẽ phải theo dục nhi đi định châu các ngươi đều là nữ nhân hoàng hậu đưa cho dục nhi bổn cung cũng nói rõ ràng bổn cung không thích các ngươi cũng không yên lòng với các ngươi cho nên hai ngày nữa bổn cung sẽ tiếp tục chuẩn bị cho dục nhi một hôn sự nữa về phần tam hoàng tử phi nếu vẫn muốn ở lại bên người dục nhi, bổn cung cũng mặc kệ, chẳng qua là vị trí chính phi là không thể ngồi được nữa, miễn cho bị người chê cười, lấy xuất xứ của ngươi, cùng lắm chỉ có thể làm thông phòng, về phần hai trắc phi khác, cũng đều bị dán xuống sau này người nào sinh con trước, sẽ nâng làm trắc phi, đối với lần này hiền phi đến, đám người tần thư giao cũng đã sớm biết rõ. Hơn nữa Hiền Phi còn đặc biệt chọn thời gian mộ thiếu dục không có ở đây, trừ Đinh Văn tỉnh ra, tần thư giao và bạch thiển cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh bạch thiển cười cúi người thi lễ trên mặt không có một chút bi thống và khó chịu dường như không phải hiền phi đang làm nhục nàng mà là sủng ái đa tạ hiền phi nương nương vị trí chính phi này quả thật ngồi rất khó chịu về phần thông phòng ta cảm thấy phải ta cũng không có tư cách đó cho nên xin hiền phi nương nương trực tiếp bỏ ta ta cũng có thể tự do hơn Hiền phi không nghĩ tới Bạch Thiển sẽ nói lên yêu cầu như thế, trước khi bà tới đã từng suy nghĩ, Bạch Thiển sẽ thương tâm muốn chết, sẽ bi thống thương tâm như thế nào, làm thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Thiển cười tự nhiên như thế, thản nhiên như thế, không khỏi làm bà sinh ra ảo giác, chẳng lẽ nữ nhân này một chút cũng không thích nghi tử của mình. Đinh Văn Tĩnh nghe được câu này cũng không khỏi sửng sốt, đối với nàng mà nói Hiền phi an bài như thế, tuy trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn bị hư lại không nghĩ rằng bạch thiển trực tiếp nói ra như thế tần thư giao đã sớm nói với bạch thiển biện pháp tốt nhất chính là hòa ly lại không nghĩ rằng bạch thiển sẽ chọn bị hưu đây đối với một nữ tử mà nói là sỉ nhục quá lớn chỉ là trên mặt tần thư giao vẫn luôn mang theo nụ cười thản nhiên nàng biết bạch thiển luôn thích tự do để cho nàng làm một thông phòng quả thật còn không bằng gọn gàng linh hoạt hưu nàng trên mặt hiền phi có chút khó chịu vốn đang cho rằng mình làm nhục Bạch Thiển, lại không nghĩ rằng Bạch Thiển hoàn toàn không để ý, ngược lại còn cầu xin hưu nàng. Quả nhiên là một giả nha đầu thôn quê, nữ tử bị hưu, sẽ bị người nhạo bán, chẳng qua là Hiền Phi cũng không có mấy phần đồng tình với Bạch Thiển, vốn đang cho rằng nàng không bỏ được mộ thiếu dục, cho nên mới nói xuống làm thông phòng. Bây giờ Bạch Thiển nói lên yêu cầu hưu nàng, như vậy Hiền Phi cũng không cần tiếc. Lý do như vậy, thì sau này tìm cho Mộ Thiếu Dục một chính phi cũng có lý do tốt hơn. Trong đôi mắt của bà lộ ra một chút ý cười, thật sao, như vậy đợi lát nữa ta sẽ sai người viết một phong hưu thư." Bạch Thiển khẽ gật đầu, nàng đã sớm nghĩ nơi mà bản thân phải đi, từ nhỏ nàng đã sống cuộc sống ở trong núi, trong khoảng thời gian này, cuộc sống trong kinh thành quả thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt, nhưng nếu như có thể nàng vẫn muốn trở lại trong rừng cây, sống cuộc sống bình thản và yên tĩnh sau đó hiền phi liếc mắt nhìn tần thư giao bà biết tần thư giao đã có thai bà cũng không có mấy phần thiện cảm với tần thư giao ban đầu chuyện giữa nàng và mộ thiếu dục làm bà chán ghét không thôi như vậy thì những người khác cũng giải tán đi mấy ngày nữa bổn cung tìm cho các ngươi một chủ mẫu mới nhìn một chút xem nơi này cũng không có một người nào không có một địa phương nào như thế làm sao bổn cung yên tâm để cho dục nhi đi định châu hiền phi đứng lên liếc mắt nhìn tần thư giao, sau đó lại nói, mặc dù trong bụng ngươi đã có cốt nhục của dục nhi, nhưng nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Nói xong, liền nói với Linh Lung và Mạc Nhi bên cạnh, hai người các ngươi cũng ở trong phủ hoàng tử một thời gian rồi, đối với nơi này cũng rất quen thuộc, sau này cuộc sống hàng ngày, ăn uống của tam hoàng tử đều do hai người các ngươi phụ trách. Về phần hai người trắc phi này, cũng phải rời khỏi viện tử, chương 293, chính phi bị phế, trắc phi bị giáng xuống hiền phi xử lý hai người đinh văn tĩnh và tần thư giao, làm tần thư giao không khỏi nhíu mày một cái. Nàng hiểu hiền phi muốn để linh lung và mạc nhi làm nha hoàng thông phòng cho mộ thiếu dục, đai n. Giang L E c I D con nàng nhớ tới ngày hôm qua mộ thiếu dục đã nói với nàng, trong lòng có một chút thấp thỏm, cũng có một chút mất mát, nàng vẫn luôn khẽ cúi đầu, đối với xử trí của hiền phi nàng không dị nghị gì cũng không thể có dị nghị gì bởi vì nàng chỉ là một trong những nữ nhân của mộ thiếu dục mà hiền phi không chỉ là phi tử của hoàng thượng mà còn là mẫu thân của mộ thiếu dục có quyền xử trí bọn họ sau khi hiền phi đi linh lung vênh váo nói các vị nương nương à không phải là đinh phu nhân và tần phu nhân có nhiều chuyện như thế sau này hai người các ngươi cũng chỉ có thể ủy khuất ở trong một viện tử rồi về phần bạch cô nương, mặc dù hiền phi nương nương đã viết hưu thư, nhưng chúng ta cũng không phải là người nhỏ mọn, cho nên vẫn có thể để cho bạch cô nương thông thả thêm hai ngày. Bạch thiển liếc mắt nhìn linh lung, hừ lạnh một tiếng, dễu cật nói, thật sự coi mình là chủ tử rồi, ta muốn xem, chờ sau khi tam hoàng tử trở về, sẽ xử trí các ngươi như thế nào. Linh lung tức giận không thôi, mới vừa rồi hiền phi nương nương đã nói, đã nói rõ ràng sau này nàng ta sẽ là nữ nhân của mộ thiếu dục thân phận và địa vị còn cao hơn bạch thiển rất nhiều đang lúc nàng ta muốn phản kích lại bị mạc nhi ngăn lại mạc nhi nhíu chặt mày cuối người thi lễ với đám người bạch thiển và tần thư giao thấp giọng nói các vị phu nhân đã đắc tội rồi xin hãy tha lỗi bạch thiển cười nhìn mạc nhi nói với linh lung nhìn tiểu muội của ngươi mà xem còn thông minh hơn ngươi đấy sau này coi như ngươi bò được lên giường của dục ca ca kết quả sợ còn thảm hơn ta nữa đấy. Ngươi cần phải học tập nàng nhiều một một chút, Linh Lung tức giận cắn chặt răng, muốn đánh trả lại bị Mạc Nhi kiềm chế. Tần Thư Giao liếc mắt nhìn Linh Lung, vừa liếc nhìn Mạc Nhi, khóe miệng nở nụ cười, sau đó nói với Bạch Thiển, đi thôi, hiện tại mặc dù chỗ của ta chật chội, nhưng cũng có thể chen lớn được. Di đàn lờ ghê quý đờ côn. Bạch Thiển cười hì hì đi theo Tần Thư Giao cùng đi ra khỏi đại sảnh. Đinh Văn Tĩnh vẫn luôn lo âu bất an. Mới vừa rồi ý tứ của Hiền Phi đã rõ ràng. Mặc dù nàng không hiểu tại sao Bạch Thiển lại có yêu cầu như thế, nhưng nàng biết Tần Thư Giao đã có thai, cho nên Tần Thư Giao cũng không cần lo lắng. Mà mình đây, cho tới bây giờ Mộ Thiếu Dục đều chưa từng đi vào phòng của mình, sao mình có thể mang thai đây? Đến lúc đó, Mộ Thiếu Dục lại cưới chính phi như vậy mình sẽ càng thêm không có cơ hội nàng liếc mắt nhìn linh lung tức giận và mạc nhi lạnh nhạt không khỏi nhíu chặt mày nàng biết hai người kia là nữ nhân hiền phi phái tới một là hiền phi chỉ định cho mộ thiếu dục lại không nói sau này có thể hai người bọn họ thật sự được sủng ái chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại hiền phi ân sủng hai người bọn họ thì mình cũng phải đi nịnh bợ rồi cho nên đinh văn tỉnh do dự một lát cuối cùng tháo đôi vòng tay trên tay xuống lại tháo xuống đôi tai hình dọc lệ, cười nhét vào trong tay của bọn nọ, nói, sau này nhờ hai vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Từ nhỏ Linh Lung đã làm nô tỳ, tuy bản thân đã làm người bên cạnh Hiền Phi đã lâu, cũng chưa từng có người nịnh bợ nàng ta như vậy, vừa rồi nàng ta còn bị đám người bạch thiển làm nhục, hiện tại hành động như vậy của Đinh Văn Tĩnh không thể nghi ngờ làm cho nàng ta càng thêm kiêu ngạo, càng làm nàng ta cho rằng là đúng, nàng cười thu xuống, lấy lệ nói, phu nhân nói cái gì vậy? Mặc dù được hiền phi nương nương sủng ái, nhưng cũng chỉ là một tiểu nha hoàng, phu nhân như vậy thật là quá đề cao nô tỳ rồi. Chỉ là nếu có một ngày nô tỳ được sủng ái, nhất định sẽ nhớ tới phu nhân. Mạc Nhi không khỏi nhíu chặt mày, cảm thấy Linh Lung có chút không biết thẹn, lúc trước còn cảm thấy Linh Lung là một nữ nhân cẩn thận có tâm kế, thế nào hiện tại lại phát hiện Linh Lung chỉ là một người mang não heo nàng quyết định sau này phải cách linh lung xa một chút chỉ là nàng cũng không cự tuyệt lễ của đinh văn tỉnh bởi vì nàng biết nếu mình không nhận nhất định đinh văn tỉnh sẽ cho rằng mình cố ý làm nhục nàng cho nên nàng nhận lễ của đinh văn tỉnh chỉ hơi cúi người thi lễ một câu cũng không nói đinh văn tỉnh thấp thỏm bất an trở về viện tử của mình chỉ là vừa trở về liền có không ít nha hoàng tới thu dọn đồ đạc điều này làm cho đinh văn tỉnh càng thêm bất an sau khi tần thư giao trở lại viện tử linh lung tự mình mang người đến trong sân nàng bảo những nha hoàng kia đi thu dọn đồ đạc ngược lại tần thư giao rất bình tĩnh ngồi ở trong sân uống trà trò chuyện với bạch thiển linh lung thấy bọn họ tự nhiên thoải mái như vậy trong lòng tức giận vô cùng liền nở nụ cười sau đó đi lên phía trước cười cúi người thi lễ phu nhân thật xin lỗi những thứ gì trong viện tử này sẽ có người mang đi rồi trước kia ngươi là trắc phi nương nương hiện tại chỉ là phu nhân cấp bậc không giống nhau cho nên những thứ đồ này cũng không thể mang đi nếu là người khác bị hiền phi cho dáng chức vị lại bị một đứa nha hoàng gây khó khăn như vậy sợ cũng đã sớm lửa giận ngút trời rồi nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt tầng thư giao vẫn mang nụ cười thản nhiên một bộ dạng không sao cả thật sao như vậy xin mời những đồ vật trong viện tử này đều là mộ thiếu dục đưa cho nàng coi như linh lung lấy như đồ kia, chỉ cần mộ thiếu dục có lòng, cuối cùng vẫn sẽ trở lại bên cạnh mình. Linh lung thấy khuôn mặt tần thư giao vui vẻ, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt cũng mang theo kinh miệt, phu nhân thật là lớn, nói xong, vừa liếc nhìn bạch thiển một bên, lại cười lạnh nói, chỉ là đáng thương nhất là bạch cô nương, tuy nói tam hoàng tử là một người hào sản, nhưng bạch cô nương có quan hệ khá sâu với hoàng hậu, những thứ kia sợ cũng không thể mang đi. Bạch Thiển không quan tâm gì đến những thứ kia, chẳng qua là nàng không ưa bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Linh Lung này, ôi, ta còn tưởng là ai đây, hóa ra là một thông phòng còn chưa leo lên được giường của nam nhân. Linh Lung nghe vậy trên mặt lúc trắng lúc xanh, khi muốn phản kích, lại thấy Tần Thư Giao ngăn lại, nàng ta cho rằng Tần Thư Giao giúp đỡ nàng ta nói chuyện, lại không nghĩ rằng Tần Thư Giao nói câu sau đó, làm làm cho nàng ta không đất dung thân. Thiển Nhi, cần gì so đo với một tiểu nha hoàng chứ, nàng muốn nam nhân đến điên rồi, ngày nào cũng mơ ước mình có thể làm chủ tử, hôm nay để nàng nằm mơ làm chủ tử một chút, tránh cho ngày sau rơi từ trên xuống còn chưa từng hưởng thụ thử. Bạch Thiển vừa nghe thấy lời của Tần Thư Giao nói, lập tức vui mừng cười nói, ha ha, tỷ nói không sai. Chỉ là một nô tài, cần gì so đo quá nhiều, Tần Thư Giao khẽ vuốt cầm, sau đó quay đầu thấy vẻ mặt Linh Lung khó chịu, lại nói, hiền phi nương nương gọi ngươi tới là thu dọn đồ đạc trong viện tử này, cũng không gọi ngươi tới nơi này theo chúng ta nói chuyện. Linh lung hừ lạnh một tiếng, các ngươi chờ coi. Nói xong, lập tức xoay người rời đi, chương 294, đuổi Linh lung đi, thư giao thành chính phi chuyện trong phủ hoàng tử hoàn toàn không truyền ra ngoài, mộ thiếu dục đã kịp thời đè xuống, sau đó vội vàng vào cung một chuyến. Sau khi trở lại phủ hoàng tử, sai người gọi hai người Linh Lung và Mạc Nhi tới. Bởi vì lần trước Linh Lung quyến rũ mộ thiếu dục, cuối cùng bị đuổi ra, cho nên hiện tại nhìn thấy mộ thiếu dục vẫn còn có chút hoảng hốt. Chẳng qua là lại nghĩ đến lời hiền phi nương nương nói ngày đó, trong lòng lại không khỏi có vài phần mong đợi. Là ai cho các ngươi sắp xếp tầng trắc phi và đinh trắc phi vào một viện tử? Sắc mặt mộ thiếu dục khó coi vô cùng, khi hắn ra khỏi phủ đã có thông báo, mặc kệ hiền phi sắp xếp chuyện nhà của hắn thế nào tất cả mọi người nhất định phải đợi đến lúc hắn trở lại mới có thể thi hành nhưng không nghĩ tới hai tiểu nha hoàng này ỉ vào sau lưng có hiền phi nương nương làm chỗ dựa không để ý đến mệnh lệnh của hắn cố ý sai người đuổi tần thư giao và đinh văn tỉnh ra khỏi viện tử mà bạch thiển càng thêm hỏng bét lại vẫn phải chen chung một phòng với tần thư giao làm hại sau khi mộ thiếu dục trở về cũng không thể đi trong phòng tần thư giao cũng không có thể ôm nàng một cái trong lòng linh lung có chút thấp thỏm nàng ta biết mộ thiếu dục đau lòng tần thư giao, hơn nữa có dạy dỗ lần trước, nàng ta cũng không dám tùy tiện nữa, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Mạc Nhi bên cạnh. Mạc Nhi lại nhíu chặt mày, hôm đó sau khi Hiền Phi tới, nàng liền trở về phòng của mình, không để ý đến chuyện bên ngoài, im lặng trải qua cuộc sống tạm ổn của mình. Hiện tại mộ thiếu dục đột nhiên đen mặt lại tới chất vấn bọn họ, nàng cũng cảm thấy rất vô tội, hiện tại lại thấy Linh Lung bên cạnh, lại vẫn dùng ánh mắt kia nhìn mình không làm nàng nhíu chặt mày mạc nhi cúi người thi lễ thấp giọng nói hồi bẩm tam hoàng tử chuyện này quả thật do hiền phi nương nương ra lệnh chẳng qua là nô tỳ suy nghĩ dù sao trong phủ này cũng là do tam hoàng tử làm chủ cho nên hai ngày này nô tỳ vẫn luôn đợi trong phòng chưa từng ra khỏi phòng ý tứ trong lời nói của nàng làm linh lung có chút oán hận chẳng qua là nàng ta cũng biết bản thân trốn thoát không được huống chi hai ngày này bản thân còn làm cao như vậy nữa mộ thiếu dục liếc mắt nhìn linh lung sắc mặt khó coi vô cùng linh lung vội vàng quỳ trên mặt đất cũng càng oán hận mạt nhi hơn tam hoàng tử nô tỳ chỉ dựa theo ý của hiền phi nương nương mà làm thôi thật sao như vậy ngươi trở về cung tiếp tục hầu hạ mẫu phi giọng nói của mộ thiếu dục rất nhẹ lại mang theo nồng đậm uy nghiêm và khí phách làm cho không người nào có thể không nhìn linh lung cả kinh vội vàng dập đầu một cái, khóc nói: Tam hoàng tử, nô tỳ cũng bị bất đắc dĩ, kính xin Tam hoàng tử tha cho nô tỳ lần này. Mộ Thí Dục đã sớm chán ghét nữ nhân này, ban đầu có thể giữ lại, cũng bởi vì nhìn thể diện của hiền phi, không nghĩ tới nữ nhân này lại nhiều lần không vâng lời mình như vậy. Hơn nữa từ trên xuống dưới trong phủ này đều có tai mắt của hắn, hai ngày nay linh lung làm chuyện gì, cũng trốn không thoát khỏi ánh mắt của hắn hắn không nhịn được nhíu mày một cái sau đó phất tay một cái thị vệ bên cạnh lập tức vọt lên muốn mang linh lung xuống linh lung đâu ngờ bản thân còn chưa làm được chủ tử đã bị đuổi về cung nếu nàng ta thật sự trở lại bên người hiền phi nương nương như vậy cả đời này cũng không cần ra khỏi cung nữa cũng không có ngày nổi danh nàng ta gắt gao quỳ trên mặt đất khóc nói tam hoàng tử tha nô tỳ lần này nô tỳ không dám làm bừa nữa mộ thiếu dục hơi phất phất tay những thị vệ kia gia tăng sức lực kéo linh lung từ trên đất dậy sau đó không để ý nàng ta giãy giụa và phản kháng đếm nàng ta ra khỏi đại sảnh mạc nhi vẫn luôn cúi đầu không nhìn linh lung một cái nàng đã sớm nhắc nhở linh lung bảo nàng ta đừng làm mọi việc quá nóng vội hiện tại linh lung có kết quả như vậy hoàn toàn là do nàng ta tự tìm mộ thiếu dục liếc mắt nhìn mạc nhi hắn cũng không thích nữ nhân hiền phi đưa tới không phải hắn không thích của mẹ đẻ của mình, mà là hắn không thích người khác an bài nữ nhân cho hắn. Về phần ngươi, Mạc Nhi vội vàng ngước mắt lên, trên mặt có một chút bất đắc dĩ và lo lắng, mộ thiếu dục dừng một chút, mới nói, về phần ngươi, trước hết đi phòng giặt y phục, cái này cũng coi như là trách phạt, nàng vốn là một nha hoàng không cần làm việc nặng, hiện tại lại trở thành thô sử nha hoàng, mặc dù Mạc Nhi không cam lòng, nhưng vẫn cắn răng, gật đầu một cái lui ra ngoài tần thư giao không nghĩ tới mộ thiếu dục sẽ trực tiếp làm ngược với hiền phi nương nương như vậy ban đầu khi hoàng hậu cứng rắn chỉ cưới cho mộ thiếu dục mộ thiếu dục vẫn luôn bị động chưa từng nói câu nào từ sau ngày hiền phi rời đi mộ thiếu dục liền quyết định hòa ly với bạch thiển mặc dù đối với bạch thiển mà nói bị hưu và hòa ly là giống nhau nhưng mà đối với một nữ nhân mà nói hai cái này là khác biệt một là làm nhục một là bất đắc dĩ. Về phần Đinh Văn Tĩnh, mộ thiếu dục trả Đinh Văn Tĩnh lại cho Đinh Gia, còn đưa thêm rất nhiều tiền bạc, hơn nữa tuyên bố với bên ngoài mình và Đinh Văn Tĩnh vẫn luôn tương kính như tân, chưa từng từng có gì bất mãn, cho nên đưa nàng về Đinh Gia là không muốn làm trễ nải cuộc đời của nàng, mà hắn cũng chưa từng chạm vào Đinh Văn Tĩnh. Người cuối cùng chính là Tần Thư Giao, mộ thiếu dục không nói chuyện của Hiền Phi với Hoàng thượng, lấy cớ trong bụng tần thư giao còn mang thai, trực tiếp nâng tần thư giao từ phu nhân lên chính phi. Chuyện này vừa ra, làm mọi người trong kinh thành sôi trào, sẽ không ai nghĩ đến đường đường là một hoàng tử, là một tướng quân xuất chinh xa trường, sẽ nâng tần thư giao làm chính phi, hơn nữa trực tiếp bỏ qua hiền phi và hoàng thượng. Sau khi hiền phi nghe được tin tức, tức giận cắn chặt răng, vội vàng đến chỗ hoàng thượng, hơn nữa ủy khuất nói chuyện này ra, ai ngờ đến hoàng thượng hoàn toàn không quan tâm, ngược lại cười to nói, con đã lớn, tùy bọn nó đi. Lời này vừa nói ra, Hiền Phi tức giận không nhịn được mắng đôi câu, mắng xong, liền cảm giác mình thất lễ, lại vội vàng khóc nói, hoàng thượng, tại sao người có thể để mặt nó như vậy? Làm sao mà hoàng thượng không biết tính toán nhỏ trong lòng hiền phi chứ, bạch thiển và mộ thiếu dục hòa ly, như vậy hiền phi sẽ lợi dụng sơ hở, lập tức tìm cho mộ thiếu dục một cô nương trịnh gia ông luôn dê không thích loại thông gia này cũng không thích nhà ngoại chuyên quyền cho nên hoàng thượng nghe được câu này lập tức nghiêm mặt nói dục nhi cũng không còn nhỏ tuổi nữa chuyện của nó tự nó sẽ xử lý bà nhìn mà xem bà làm trong phủ của nó thành chướng khí mù mịt rồi đấy hiền phi thấy hoàng thượng giận thật ngay cả không cam tâm nữa cũng không dám nói một câu chỉ có thể cắn răng không nói một câu nào nữa dù không cam lòng hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nếu nói tin tức này truyền đi, vui vẻ nhất chính là Tần phủ. Ban đầu Tần thư giao vốn là chính phi của Mộ Thiếu dục, sau lại bởi vì là hoàng hậu cố ý làm Mộ Thiếu dục khó chịu, cho nên mới hạ Tần thư giao xuống làm trắc phi, hiện tại Tần thư giao lại thăng làm chính phi, dĩ nhiên là vui mừng không thôi. Hơn nữa trong bụng Tần thư giao còn mang cốt nhục của Mộ Thiếu dục, Mộ Thiếu dục lấy cớ này rất thích hợp làm cho người ta ít đi lòng nghi ngờ. Chương 295, trở về Tần phủ, hai bên giải hòa Tần thư giao cũng có chút khiếp sợ với tin tức này, mặc dù hôm đó Mộ Thiếu Dục từng nói với nàng sẽ không tìm thêm những nữ nhân khác. Lại không nghĩ rằng Mộ Thiếu Dục sẽ dứt khoát làm như vậy, để đám người hiền phi hoàn toàn không còn kịp quấy nhiễu nữa, đã thành kết quả cuối cùng. Bởi vì sợ Tần lão phu nhân lo lắng, cho nên ở mấy ngày trước lễ mừng năm mới, tần thư giao đặc biệt trở về nhà mẹ một chuyến vinh thọ đường tần lão phu nhân nắm thật chặt tay tần thư giao nhẹ giọng thở dài nói vốn đang lo lắng cháu bị phế lại không nghĩ rằng cháu nhân họa được phúc tần thư giao cười nói tổ mẫu đừng lo lắng không phải cháu đang tốt sao trong vinh thọ đường cũng chỉ có hai bà cháu bọn họ nói chuyện cũng không có kỵ gì từ lần mộ thiếu dục sai người bắt giam tần tuyết như đó ngô thị không muốn lại thấy tần thư giao mỗi lần tần thư giao trở về phủ bà ta cố ý giả bộ bệnh về phần tần tuyết như có lẽ là bởi vì bị dạy dỗ hoặc là bởi vì không cam lòng nàng ta cũng giống ngô thị mỗi lần tần thư giao trở về phủ cả hai đều giả bộ bệnh tần thư giao cũng không có ý kiến gì rất nhiều chuyện ngay cả nàng không làm gì chỉ là một quyết định của nàng cũng đã thay đổi rất nhiều so với kiếp trước kiếp này tần tuyết như không thể nào tương kính như tân với mộ phượng thiên được nữa, cũng không biết là người nào, nói chuyện ác của tần tuyết như làm ra ngoài, vốn mộ phượng thiên đã muốn từ hôn, nhưng vẫn khổ nổi không tìm được bất kỳ lý do gì, hiện tại chuyện ác của tần tuyết như bay đầy trong kinh thành, mộ phượng thiên cũng nhân cơ hội để hoàng thượng hạ chỉ hủy cửa hôn sự này, bây giờ tần tuyết như buồn bực không thôi. Hiện tại nàng ta đang hối hận, ban đầu không nên chán ghét mộ phượng thiên đi phương Bắc, hiện tại ngay cả muốn đi nàng ta cũng đi không được mà tuổi của nàng ta cũng càng lúc càng lớn muốn tìm thêm một mối hôn sự thích hợp sợ là khó càng thêm khó mặc dù trong khoảng thời gian này ngô thị vẫn mang theo nàng xuất hiện trong các buổi yến tiệc nhưng người khác luôn nói tần tuyết như sau lưng ai cũng không hy vọng con dâu tương lai hoặc là thê tử đã từ bị vũ nhục hay một nữ nhân muốn giết đại tỷ của mình cả ngô thị vì chuyện này mà cũng ốm một vòng mà tần lương cũng oán hận ngô thị cảm thấy ngô thị bá đạo vô lý dạy dỗ nữ nhi cũng không được gần như mỗi ngày đều ở trong phòng vân di nương về phần chuyện có liên quan đến tần tuyết như ở bên ngoài đương nhiên là do tần thư giao thả ra ngoài tần lão phu nhân vì chuyện này cũng có chút hao tổn tinh thần vuốt vuốt chân mày nhẹ giọng nói quả thật như nhi đáng đời nhưng dù sao nó cũng là nữ nhi tần gia tần thư giao lập tức hiểu ý tứ của tần lão phu nhân nàng cũng không trách cứ tần lão phu nhân dù sao tần tuyết như cũng là cháu gái của tần lão phu nhân ngay cả tần tuyết như làm sai nhiều hơn nữa tần lão phu nhân cũng không muốn cháu gái của mình đau khổ cả một đời tần thư giao nhíu mày một cái nàng không muốn giúp tần tuyết như mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này tần tuyết như vẫn luôn không muốn để cho nàng tốt hơn tổ mẫu qua hết năm cháu cũng phải đi định châu rồi tuy nói hiện tại cháu đã là tam hoàng tử phi nhưng phu nhân trong kinh thành người gia thế kém chúng ta cháu cũng không thể ra sức coi như tần thư giao có năng lực nàng cũng sẽ không giúp tần tuyết như tần lão phu nhân nhíu mày một cái thở dài một tiếng e đây cũng là vận mệnh của nó nếu không phải nó quá được nuông chiều thì cũng không trở thành như thế thôi thôi tuổi ta cũng đã lớn cũng không quản những thứ này nữa tần thư giao biết tần lão phu nhân cũng không thân thiết với tần tuyết như chỉ là dù sao cũng là cháu gái của tần lão phu nhân cũng không thể bỏ mặt cho nên mới nói với tần thư giao chuyện này tần thư giao cũng rất rõ ràng cho nên cũng không làm khó tần lão phu nhân nói một lý do để tần lão phu nhân cũng có thể đi chặn miệng ngô thị tổ mẫu người cũng đừng lo lắng những thứ này có câu nói con cháu có phúc của con cháu cháu lo lắng sau khi cháu đi định châu cầm nhi gã cho tô gia bà phải cô đơn Tần Thư Giao cười nói đùa. Tần Lão Phu Nhân khẽ cười gõ trán Tần Thư Giao một cái, cười mắng, đồ không tim không phổi, dưới gối ta còn có tôn tử, không sợ. Thấy Tần Lão Phu Nhân thoải mái như vậy, Tần Thư Giao cũng yên tâm, lại tán gẫu với Tần Lão Phu Nhân trong chốc lát nữa. Nha hoàng bên cạnh Tần Lương tới truyền lời, để Tần Thư Giao đi một chuyến đến thư phòng. Tần Thư Giao và Tần Lương không có tình cảm thâm sâu, kể từ khi Tần Thư Giao gả cho mộ thiếu dục, Tần Lương cũng càng ít quan tâm Tần Thư Giao. Cho nên khi Tần Thư Giao nghe được Tần Lương muốn thấy mình, không khỏi ngẩn người, sau đó thì hiểu được, lần này trở về phủ, tại sao Tần Lương lại gọi mình, nàng đứng lên, cười nói với Tần Lão Phu Nhân, đợi lát nữa cháu sẽ về, lần này sau khi trở về phải chờ tới qua hết năm mới có thời gian tới lại, Tần Lão Phu Nhân cũng có chút không nở, vừa nghĩ tới qua hết năm Tần Thư Giao phải đi theo mộ thiếu dục đến Định Châu, càng cảm thấy không nở, chẳng qua là nước mắt ẩn chứa trong mắt, nhưng không chảy xuống, bà khẽ vỗ vỗ lên tay Tần Thư Giao, cười nói, không sao, đi đi, Tần Thư Giao khẽ gật đầu, sau đó mang theo thi vận và tuyết ảnh ra khỏi vinh thọ đường, Tần Lương vẫn luôn ở trong thư phòng chờ Tần Thư Giao, khi ông nghe được tiếng gõ ngoài cửa, lập tức lên tiếng nói, vào đi. Tần Thư Giao đẩy cửa ra, sau đó đi vào, Tần Lương lại bảo Tần Thư Giao đóng cửa lại. Sau khi Tần Thư giao đóng cửa lại, liền cúi người thi lễ, hỏi: "Phụ thân tìm con tới là có chuyện gì?" Tần Lương hơi ngẩn ra, mới nhớ tới hai phụ tử bọn họ rất ít tâm sự, không khỏi có chút tiếc nuối, tìm con tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là có mấy chuyện muốn dặn dò. Nói xong, Tần Lương dừng một chút, lại nói: "Ta biết bây giờ con đã là Tam hoàng tử phi, mặc dù Tam hoàng tử không bổ sung nghi thức gì, nhưng cũng nhớ lấy không thể vì vậy mà ngang ngược càng rỡ, tránh cho chọc tam hoàng tử bất mãn. Đối với chuyện này, trong lòng Tần Thư Giao đã sớm nghĩ đến, chẳng qua là không nghĩ tới Tần Lương tìm mình tới là vì dặn dò một chút chuyện này. Trong lòng nàng vẫn có một chút cảm động, dù sao đối với những người khác mà nói, có thể từ trắc phi lên làm chính phi, là vinh hạnh đặc biệt trời ban. Tần Thư Giao khẽ gật đầu, lại cười nói, phụ thân nói rất đúng, nữ nhi xin nghe. Tần Lương thấy thế mới khẽ vuốt cầm, lần này Tam Hoàng tử đột nhiên làm quyết định kia, nhất định sẽ làm Hiền Phi hoặc Hoàng thượng bất mãn. Nếu con đi theo Tam Hoàng tử vào cung, nhớ lấy, nhất định phải nhẫn nhịn, ngay cả Hiền Phi gây khó khăn cho con thế nào đi nữa, con cũng phải cẩn thận ứng phó. Tần Lương là đại thần trong triều, mặc dù là quan văn, nhưng đối với tình thế trong cũng rõ ràng. Đương nhiên ông hiểu tính toán trong lòng Hiền Phi, vì để tránh cho tần thư giao không cẩn thận gặp nói, cho nên vẫn cẩn thận dặn dò một câu. Trong lòng tần thư giao ấm áp, mặc dù kiếp này tần lương tốt hơn kiếp trước rất nhiều, tuy nhiên chưa từng thân thiết nói chuyện như vậy, hốc mắt nàng có chút nóng lên, nụ cười trên mặt cũng càng sâu, phụ thân không khỏi quá mức lo lắng, nữ nhi rõ ràng. Chương 296, thư giao vào cung, hoàng thượng ân sủng những chuyện đó, cũng không phải một chút trâu riêng tần thư giao biết tần lương đã nói xong nàng ngẩng đầu lên thấy tóc bạc trên thái dương tần lương không khỏi nhíu chặt mày sau khi sống lại nàng chỉ lo từng bước từng bước đi lên chỉ lo oán giận năm đó tần lương không công bằng thế nào lại quên tần lương cũng đang già đi sau khi sống lại có chuyện cũng thay đổi ngay cả có một số việc tần thư giao không động vào cũng thay đổi sau khi trở lại phủ hoàng tử tần thư giao liền nhận được một phong thư trở lại phủ hoàng tử lục sam cười nói hoàng tử phi ngũ hoàng tử không chỉ phái người đưa thư cho người còn tặng cho người một đống quà đấy tần thư giao nhìn phòng đầy quà tặng không khỏi nhíu chặt mày hiện tại nàng và mộ thành hy đã không còn quan hệ trên phương diện làm ăn nữa nếu nói thân thiết một chút nàng là đại tẩu của mộ thành hy mà mộ thành hy là tiểu thúc của nàng tần thư giao mở thư ra xem một chút bên trong viết đều là lời chúc mừng không có ý gì khác tần thư giao cũng yên tâm, mộ thiếu dục đi từ ngoài cửa vào, thấy phòng đầy quà tặng, không khỏi nhíu mày, hỏi, không phải nàng trở về nhà mẹ sao? Sao mang nhiều đồ về như vậy? Ngay trước mặt mộ thiếu dục, tần thư giao cũng không muốn giấu giếm cái gì, cầm thư trong tay nhét vào trong tay mộ thiếu dục, cười nói, chàng nhìn một chút, những thứ này đều là của ngũ đệ chàng đưa tới chúc mừng thiếp đấy. Mộ thiếu dục nghe vậy không khỏi ngẩn người, đối với ý định của mộ thành hy, mộ thiếu dục hiểu rất rõ ràng nhưng mà lại không nghĩ rằng mộ thành hy sẽ tặng những quà tặng này hắn không khỏi nhíu chặt mày thư trong tay lại một chữ cũng không xem chẳng qua là nắm lại sau đó hai tay ôm bả vai tần thư giao cười nói hoàng thượng hạ chỉ ngày mai bảo ta dẫn nàng vào cung một chuyến tần thư giao đã sớm biết mình sẽ phải vào cung một chuyến dù sao nàng từ trắc phi thăng làm chính phi đều do một mình mộ thiếu dục tự chủ trương không nói rõ ràng ngay cả nghi thức cũng không có, nếu như ngay cả hoàng thượng đều không công nhận, như vậy một hoàng tử phi nhưng nàng, cũng sẽ không có người công nhận, cho nên tần thư giao không khỏi nhíu mày một cái, có chút lo lắng liếc mắt nhìn mộ thiếu dục, nếu như ngày mai, hoàng thượng phản đối thì sao, nếu như là lúc trước, tần thư giao sẽ cảm thấy không sao, nhưng bây giờ tâm trạng thay đổi, nàng không buông tay được, cũng không bỏ được người trước mặt này, cho nên không khỏi cũng có chút lo lắng mộ thiếu dục thấy dáng vẻ hơi khẩn trương của tần thư giao không khỏi cười cười trong lòng cũng càng thêm đắc ý và yên tâm không cần lo lắng phụ hoàng sẽ không phản đối nếu không ông cũng sẽ không bảo ta mang nàng vào cung nghe mộ thiếu dục nói những lời này tần thư giao cũng yên tâm suốt đêm không nói chuyện ngày hôm sau tần thư giao thay đổi trang phục lộng lẫy bởi vì sợ bị người soi mói cho nên nàng cũng không mặc vào trang phục của chính phi vẫn mặc cung phục trắc phi. Mặc dù mộ thiếu dục có chút không vui, nhưng cũng biết tần thư giao làm như vậy cũng đúng, hai người dùng qua điểm tâm, rồi cùng nhau lên xe ngựa, sau đó đi về phía hoàng cung. Tần thư giao có chút lo lắng, từ trước đến nay nàng luôn đỏ sức với hoàng hậu, nhưng khi sau khi hoàng hậu chết, lòng của nàng lại không vì vậy mà yên ổn lại. Hiền phi vẫn luôn không thích nàng, mặc dù không đến nỗi muốn đẩy nàng vào chỗ chết như hoàng hậu, nhưng vẫn chán ghét không thôi sau khi đến hoàng cung mộ thiếu dục và tầng thư giao liền một đường đi đến ngự hoa viên lúc này đã là trời đông giá rét trong ngự hoa viên đủ loại mai vàng mà đình nghỉ chân trong ngự hoa viên cũng đã sớm được phủ một tầng vải bố thật dày chẳng qua là cắt mấy cửa sổ nhỏ có thể thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ cũng có thể ngăn cản gió lạnh mộ thiếu dục và tầng thư giao theo cung nữ dẫn đường cùng vào lương đình sau đó tầng thư giao nhẹ giọng nói Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn tuế, hiền phi nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mà mộ thiếu dục ông quyền nói, phụ hoàng, mẫu phi cát tường, hoàng thượng nhìn hai người bọn họ, khẽ vuốt cầm, sau đó gật đầu nói, tất cả đứng lên đi. Tần thư giao và mộ thiếu dục đứng lên, sau đó ngẩng đầu lên lại phát hiện bên cạnh hoàng thượng lại là tỉnh thu, trong khoảng thời gian này, tần thư giao bởi vì chuyện mộ thiếu dục, bận rộn không thể tách ra cho nên thiếu chút nữa quên mất tỉnh thu. Tỉnh thu vẫn luôn khẽ cúi đầu, nghiêm túc đứng ở một bên, giống như hoàn toàn không biết tầng thư giao. Hoàng thượng liếc mắt nhìn tầng thư giao, sau đó cười nói hiền phi bên cạnh, dục nhi chung tình với một mình nàng, trẫm cũng đã lớn tuổi, đối với sự nghiệp của bọn họ cũng không muốn xen vào quá nhiều, chẳng qua là từ trách phi thăng làm chính phi, như vậy cần phải có lễ nghi nên có, tránh cho người ngoài chê cười hoàng gia chúng ta hẹp hòi ngồi ở một bên, Hiền phi nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, mặc dù bà đã biết ý tứ trong lòng hoàng thượng, lại không nghĩ rằng hoàng thượng vẫn muốn cử hành nghi thức cho tần thư giao, chiêu cáo thiên hạ. Tuy trong lòng bà bất mãn, tuy nhiên cũng không dám nữa bác bỏ ngay trước mặt, chỉ có thể cười khẽ nói, hoàng thượng nói đúng, chẳng qua là hiện tại sắp tới mừng năm mới, tất cả mọi người bận rộn vô cùng, sợ không có thời gian. Còn không đợi Hiền phi nói cho hết lời, hoàng thượng đã cười nói không sao hiện tại các hoàng tử cũng đã ra bên ngoài sống không phải trong cung không có người rảnh rỗi ít việc chuyện này cũng không khó khăn chỉ là một nghi thức mà thôi cũng không dùng quá nhiều người hiền phi biết hoàng thượng đã quyết nếu bản thân ngăn trở nữa sẽ chỉ làm hoàng thượng bất mãn cho nên ngay cả trong lòng bất mãn hơn nữa cũng chỉ có thể cười nói như vậy thì dựa theo ý của hoàng thượng mà làm làm sao mà Tần thư giao không biết bất mãn trong lòng Hiền phi, chẳng qua là nàng làm như không thấy, không nghe thấy, chẳng qua là lại quỳ trên mặt đất, cảm ơn hoàng ân. Hoàng thượng cười nói, đứng lên đi, bây giờ trong bụng con đã có cốt nhục của Dục nhi, quỳ tới quỳ lui như vậy cũng sẽ làm bị thương đến đứa bé trong bụng con. Đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy. Hiền phi nghe được câu này, ngược lại cảm thấy hài lòng một chút hoàng thượng quan tâm cháu mình chính là quan tâm đến nhi tử của bà cho nên khi bà nhìn lại tần thư giao trên mặt cũng nở nụ cười tần thư giao vội vàng cười nói đa tạ hoàng thượng cái gì hoàng thượng hiện tại nên gọi trẫm là phụ hoàng chẳng qua là sang năm đi theo dục nhi đến định châu thì nên chăm sóc tốt bản thân và đứa bé trong bụng hoàng thượng già rồi nói chuyện cũng càng hiền từ Tần Thư Giao biết Hoàng thượng trước mắt là minh quân của Đại Minh Triều, cho nên cũng càng thêm kính trọng. Tần Thư Giao liếc mắt nhìn Tĩnh thu bên cạnh Hoàng thượng, lấy dũng khí nói, Phụ Hoàng, con dâu muốn một người bên cạnh người, chẳng biết có được không? Hoàng thượng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, vội vàng hiếp mắt, nghi ngờ nói, con muốn người nào bên cạnh trẫm? Chương 297, vui vui vẻ vẻ qua năm Tần Thư Giao cười nói, trước đó con dâu ở cung tịch nguyệt, vẫn luôn được Tỉnh Thu cô cô chiếu cố, con dâu cảm thấy Tỉnh Thu cô cô không tệ, cho nên muốn mang nàng theo, vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, Tỉnh Thu nghe vậy không khỏi ngẩn ra, Tần Thư giao xuất cung đã hơn 10 ngày, vẫn luôn không có tin tức, Tỉnh Thu cũng coi như hết hy vọng, lại không nghĩ rằng Tần Thư giao thật sự ngay trước mặt hoàng thượng, mang nàng xuất cung. Tỉnh Thu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tần Thư giao, trong lòng cũng có một chút mong đợi. Hoàng thượng quay đầu liếc mắt nhìn Tỉnh Thu, sau đó cười nói, đây cũng không phải là việc gì khó, tĩnh thu đi theo bên người trẫm cũng đã nhiều năm rồi, hiện tại nàng cũng đã lớn tuổi, cũng nên thả ra ngoài rồi. tần thư giao nghe vậy lập tức cúi người thi lễ, cười nói, đa tạ phụ hoàng. hiền phi liếc mắt nhìn tĩnh thu, vốn bà cho rằng tĩnh thu muốn leo lên long sàng, chẳng qua là những năm này tĩnh thu cũng không làm hành động gì, cho nên bà cũng bỏ đi nghi ngờ, lại không nghĩ rằng tĩnh thu lại muốn xuất cung. Mặc dù bà không hiểu dựa vào số tuổi của tỉnh Thu cũng đã ra khỏi cung rồi, vì sao vẫn không ra khỏi cung, nhưng bà cũng biết một chút ân oán của tỉnh Thu và Hoàng thượng. Mọi người lại ở trong lương đình tán gẫu trong chốc lát, cho đến khi Hoàng thượng có chút mệt mỏi, mới vất tay một cái, ý bảo tất cả mọi người lui xuống. Tần Thư Giao và Mộ Thiếu Dục cũng chuẩn bị xuất cung, chẳng qua là còn chưa xuất cung, nha hoàng bên cạnh Hiền Phi đã chạy tới nói để tần thư giao và mộ thiếu dục đi cung hiền phi một chuyến tần thư giao có chút lo lắng liếc mắt nhìn mộ thiếu dục mộ thiếu dục lại khẽ mỉm cười ý bảo nàng yên tâm hai người cùng nhau đến cung điện hiền phi trên mặt hiền phi đã sớm không còn nụ cười ôn nhu của vừa rồi bà nhìn mộ thiếu dục sau đó nhìn về phía tần thư giao qua một lát khi tần thư giao cho rằng hiền phi chuẩn bị bắt đầu nổi giận thì chợt nghe hiền phi thở dài một tiếp làm nàng ngẩn người thôi vốn bổn cung cũng muốn tìm một người vợ như ý cho con không nghĩ tới con lại chỉ chấp nhận một người này tuy nói bổn cung không thế nào thích nàng nhưng thấy nàng không phải người hư hỏng người ra vẻ ta đây cho nên thành toàn các con chẳng qua là hôm nay bổn cung gọi các con tới nơi này cũng không phải chỉ nói những chuyện đơn giản này tần thư giao ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hiền phi nàng không nghĩ tới hiền phi sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy chỉ là suy nghĩ một chút thấy cũng đúng hoàng thượng cũng đã ra lệnh hiền phi không thể phản kháng được còn không bằng làm một người tốt như vậy cũng có thể để cho hoàng thượng vui mừng cũng sẽ không trở mặt với mộ thiếu dục sắc mặt mộ thiếu dục khẽ biến thành hơi trầm xuống đương nhiên hắn hiểu vì sao hiền phi không thích tần thư giao chẳng qua là lúc ban đầu hắn với trịnh anh anh chỉ là tình huynh muội chỉ có đối với tần thư giao mới thật sự là tình cảm phu thê mẫu phi mặc kệ người nói gì chuyện nhi thần đã quyết định thì sẽ không thay đổi thái độ của mộ thiếu dục rất kiên quyết khi thấy sắc mặt hiền phi khó coi lại nói chỉ là lời của mẫu phi nhi thần cũng sẽ nhớ ở trong lòng hiền phi nghe vậy sắc mặt mới khá hơn một chút bổn cung gọi các con tới nơi này cũng muốn làm một chút trách nhiệm của người mẹ ban đầu bạch thị là hoàng hậu cứng rắn nhét cho con cho nên bổn cung cũng không chuẩn bị lễ tặng cho nàng ta nói xong liền nhìn nha hoàng bên cạnh một cái, nha hoàng bên cạnh lập tức đi tới bàn trang điểm lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó đưa cho Hiền Phi, Hiền Phi nhận lấy, sau đó đưa tới trước mặt tầng thư giao, khóe miệng nở nụ cười, mặc dù con không phải là con dâu bổn cung lựa chọn, nhưng mà Dục Nhi lại thích con, cho nên bổn cung cũng coi như chấp nhận con, thứ trong hộp này, vốn bổn cung định để lại cho con dâu bổn cung. Thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng đã chấp nhận con như vậy bổn cung cũng không cố ý làm khó dễ các con nữa. Những thứ đồ này con cũng nhận lấy đi, Tần Thư Giao không nghĩ tới Hiền Phi sẽ thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, nàng kinh hoảng nhìn Hiền Phi, còn có chút chưa phục hồi lại tinh thần, cho đến khi mộ thiếu dục khẽ đụng nàng một cái, nàng mới vội vàng cúi người thi lễ, ôm nhu nói, đa tạ Hiền Phi nương nương. Hiền Phi thấy Tần Thư Giao chút thất thần, nhưng lễ nghi vẫn cẩn thận, cho nên cũng khẽ vuốt cầm, nhưng mà, nếu để cho bổn cung biết ngươi dám làm ra chuyện bất kính với dục nhi nhất định bổn cung không tha cho ngươi tần thư giao chỉ cảm thấy trên trán hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng hiền phi đang cảnh cáo mình chỉ có thể làm cho hiền phi chấp nhận cũng coi như không dễ tần thư giao lại cúi người thi lễ lại nói thêm mấy câu tốt đẹp trong lòng hiền phi hoảng loạn mặc dù đã tặng quà nhưng cuối cùng vẫn có chút không cam lòng chỉ hàng huyên mấy câu liền phất tay một cái ý bảo tất cả bọn họ lui ra ngoài, thời gian cực nhanh, rất nhanh đã đến năm mới, hai ngày trước đêm 30 hoàng thượng còn đặc biệt làm lễ sắc phong cho tần thư giao, mặc dù không long trọng lắm, nhưng cũng coi như nói cho toàn bộ trong thiên hạ biết, tần thư giao là chính phi danh chính ngôn thuận. Sau khi qua hết năm, tần thư giao cũng bắt đầu bận rộn, các phu nhân trong kinh thành vẫn nhìn chằm chằm vào. Không biết tần thư giao có thể ngồi vị trí chính phi này bao lâu, lại không nghĩ rằng, Hai ngày trước lễ mừng năm mới hoàng thượng đã làm lễ sắc phong không lớn không nhỏ cho tần thư giao, làm các phu nhân trong kinh thành cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua là dù sao cũng đã cuối năm, muốn tặng lễ cũng có chút không đúng lúc, cho nên đợi đến đêm 30 vừa qua, tất cả mọi người bắt đầu rối rít đến phủ hoàng tử, tần thư giao mới mang thai 3 tháng đầu, ngoại trừ những trường hợp tình cờ thấy ở bên ngoài, còn lại đều lấy cớ thân thể khó chịu mà từ chối. May mắn là tần thư giao mang bầu người trong kinh thành đều biết cho nên nàng dùng cớ này cũng không quá kiêu ngạo khi hoàng hậu tạo phản là trước tết vì trấn an lòng người cho nên hoàng thượng vẫn luôn không hạ chỉ xử phạt bọn họ tần thư giao cũng bởi vì mang thai mà chưa từng đi thiên lao xem hàng thế quân nàng có thể tưởng tượng ra được hàng thế quân sẽ trải qua cuộc sống như thế nào cũng có thể tưởng tượng ra được hàng thế quân sắp sửa gặp phải khóc hình như thế nào đối với tương lai của hàng thế quân tần thư giao đã biết rõ ràng hàng gia cũng coi như hoàn toàn xuống dốc, dù sao Phương Sơ Vũ cũng là nữ nhi Phương Gia, mặc dù hàng gia xuống dốc, nhưng Phương Sơ Vũ còn có người của Phương Gia giúp đỡ nàng ta. Chẳng qua là nàng ta vẫn có mấy phần tình cảm với hàng thế quân, lại muốn thừa dịp ngày vui của Tần Thư Giao, muốn tìm đến Tần Thư Giao giúp một tay, để cho mộ thiếu dục bỏ qua cho hàng thế quân. Cho nên vào ngày mùng 6 Tết, Phương Sơ Vũ mang theo tiết nhã, cùng đến phủ hoàng tử. Lục Sam nói với Tần Thư Giao đang nằm ở trên nguyễn tháp, nghe nói hàng phu nhân còn mang theo biểu muội của ngài. Tần Thư Giao không khỏi nhíu mày một cái, bởi vì hàng thế quân mang binh làm phản, cho nên hoàng thượng bỏ vị trí hầu gia cha truyền con nối của hàng gia, bởi vì hàng gia đã sớm suy sụp, từ trên xuống dưới của hàng gia cũng không biết chuyện hàng thế quân làm phản, cho nên hoàng thượng tha cho từ trên xuống dưới của hàng gia một mạng, chỉ là không cho người của hàng gia trở lại làm quan mà cũng lấy lại tổ trạch đã ban thưởng. Chương 298. Kiếp trước kiếp này viên mãn cả đời vậy là chuyện đã hoàn rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đặc biệt cảm ơn bạn MeoMeo1993 rất nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tuy hàng gia còn một chút của cải, mua một trạch viện hơi lớn một chút cũng được, nhưng vĩnh viễn không trở về thời gian huy hoàng lúc trước được nữa rồi. Tần Thư giao do dự chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: để cho bọn họ vào đi. Nàng muốn nhìn một chút tỉnh nhã phản bội nàng, hãm hại nàng, rơi vào dạng kết quả gì, tần gia ả không trở về được, mà hàng gia cũng không thể thể dễ dàng khoan dung cho một thiếp thất. Hôm nay Phương Sơ Vũ mang tiết nhã theo, chỉ là thấy tiết nhã là biểu muội của tần thư giao mà thôi. Sau một lúc lâu, Lục Sam liền mang theo Tiết Nhã và Phương Sơ Vũ đi vào, chỉ thấy Phương Sơ Vũ mặc một thân tờ mờ màu xanh thẫm, trên đầu qua loa búi kiểu đồng tâm kế, không đeo trang sức nhiều, ngay cả trên tay cũng rỗng tuyết. Vậy mà Tiết Nhã đi theo bên cạnh Phương Sơ Vũ, lúc này Tiết Nhã đã gầy gò không thôi, cằm đã nhọn hoắt, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra có chút thịt nào, lúc trước một đôi mắt to sáng ngời, đã lõm sâu vào, giống như một xác khô. Tần Thư Giao thấy bộ dạng này của Tiết Nhã, không khỏi ngẩn người, sau đó cười lạnh một tiếng, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, tiết nhã cũng không có kết quả gì tốt phương sơ vũ và tiết nhã thấy tần thư giao rối rít thi lễ phương sơ vũ là nữ nhi phương gia mặc dù hiện tại phương gia cũng suy sụp nhưng dù sao cũng là thế gia trăm năm càng trải qua nhiều hơn hàng gia tần thư giao cười nói không cần khách khí như thế nói xong liền nói với lục sam đi mang ghế cho hàng phu nhân ngồi tần thư giao chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn tiết nhã một cái sau đó thì không nhìn ả nữa phương sơ vũ nghe vậy trong lòng có chút bất an liếc mắt nhìn tiết nhã một bên nháy mắt với ả mấy ngày này tiết nhã bị phương sơ vũ hành hạ cũng đã sớm sợ hãi cho nên chỉ cần một ánh mắt của phương sơ vũ đã làm cho tiết nhã không nhịn được mà run lên sau đó vội vàng đi tới trước mặt tần thư giao cuối người thi lễ trên mặt nở nụ cười biểu tỷ nghe nói bây giờ tỷ thăng làm chính phi thật sự đáng mừng Tần Thư Giao hiếp mắt, liếc mắt nhìn Tiết Nhã, lạnh lùng nói, biểu tỷ. Ai là biểu tỷ của ngươi, hả? Lời này vừa nói ra, Phương Sơ Vũ và Tiết Nhã đều ngẩn ra. Tần Thư Giao đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiết Nhã, kiếp trước nàng bị Tiết Nhã hãm hại, hủy trong sạch, bị thiêu chết, mặc dù đều là hàng thế quân ra lệnh, nhưng những chuyện kia chủ yếu là do Tiết Nhã mà ra. Kể từ sau khi sống lại, hàng đêm nàng đến muốn báo thù, muốn thấy tiết nhã và hàng thế quân bị nàng hành hạ bị nàng làm nhục rốt cuộc nàng chờ đến ngày này rồi nàng cười làm tiết nhã không khỏi hơi ngẩn ra trong lòng cũng có một dự cảm bất thường ả biết tần thư giao luôn không thích ả nhưng cũng không nghĩ tới tần thư giao sẽ gây bất lợi cho ả cho nên mới xung phong nhận việc đi theo phương sơ vũ đến phủ hoàng tử lại không nghĩ rằng vừa đến phủ hoàng tử tần thư giao đã lạnh lùng hoàn toàn không biết ả. Tiết Nhã vội vàng cười nói, biểu tỷ, tỷ không biết muội sao, muội là Tiết biểu muội đây. Tần Thư giao lạnh lùng, nói với Lục Sam bên cạnh, vả miệng cho ta, ta không có biểu muội này. Vẫn có người dám giả mạo thân thích của ta, một bên, Phương Sơ Vũ thấy rất nghi ngờ, nhưng nàng ta có thể khẳng định, Tần Thư Giao không thích Tiết Nhã, thậm chí hoàn toàn không để ý tới sống chết của nàng tần thư giao liếc mắt nhìn phương sơ vũ cười nói ngươi là phu nhân chính thức của hàng gia vừa là nữ nhi phương gia mang theo một nữ nhân không đứng đắn như vậy tới không sợ làm nhục thân phân của ngươi sao tần thư giao dừng một chút lại nói tiếp ngươi là nữ nhi phương gia coi như ngươi trở về phương gia cũng trải qua tốt hơn khi ở hàng gia phương sơ vũ lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của tần thư giao nàng ta lạnh lùng nhìn tiếc nhã một cái nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nàng ta không phải người ngu, cũng không phải là một người si tình, nàng ta cũng oán giận hàng thế quân làm việc bất lợi, hại nàng ta ở trong tình thế khó xử. Làm sao mà Tần Thư Giao không nhìn ra được Phương Sơ Vũ đang do dự, Phương Sơ Vũ rối rắm, nàng cười nói, hàng gia không cứu, hàng thế quân gần chết, ta muốn ngươi, nhanh tìm cho mình một con đường sống thì hơn. Làm phản chính là hoàng hậu và hàng thế quân, hàng gia bị dính líu, nhưng phương gia không có, chỉ vì lần làm phản này, phương gia không giống tay vào, coi như hoàng thượng cũng kiên kỵ, như vậy phương gia cũng không đến mức hoàn toàn xuống dốc giống như hàng gia. Đương nhiên phương sơ vũ hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Thư Giao, nàng ta không có tình cảm gì sâu với hàng thế quân, ban đầu nàng ta mất tích ba ngày, hàng thế quân không quan tâm gì, chỉ biết quán giận nàng ta làm mất mặt hắn, chẳng qua là ngay cả như thế. Hàng Thế Quân cũng là trượng phu của nàng ta, nàng ta cũng muốn xem thử có hy vọng hay không chẳng qua là bây giờ nghe tần thư giao nói những lời này cũng hiểu tần thư giao không thể giúp đỡ hàng thế quân coi như tần thư giao giúp đỡ hàng thế quân như vậy hoàng thượng cũng không hàng thế quân trước đó bản thân và tiết nhã chung mục đích nên mới phải tới phủ hoàng tử cầu xin phương sơ vũ suy nghĩ một chút cười nói hoàng tử phi nói không sai mang binh tấn công hoàng cung chỉ một tội danh này là có thể để cho hắn chết một trăm lần rồi. Tần Thư Giao nghe vậy cười cười, sau đó liếc mắt nhìn Tiết Nhã, Tiết Nhã sợ hãi lui về phía sau, ả bắt đầu sợ hãi, ả chợt kêu lên, biểu tỷ, tỷ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Mùi là biểu tỷ của tỷ đấy. Tần Thư Giao nhíu chặt mày, nói với Phương Sơ Vũ, một nữ tử như vậy, Ngươi mang theo bên người, cũng chỉ gây thêm phiền toái cho ngươi. Phương Sơ Vũ lập tức hiểu ý tứ của Tần Thư Giao cười gật đầu một cái, đa tạ hoàng tử phi nhắc nhở. Sau đó Phương Sơ Vũ liền liếc mắt nhìn triệu ma ma, chặn miệng tiện nhân này lại cho ta, đừng để ả kêu loạn. Tiếp nhã kinh hoảng không thôi, còn chưa kêu to gọi nhỏ đã bị người nhét mảnh vải vào, sau đó hai tay cũng bị người trói lại. Phương Sơ Vũ cuối người thi lễ với Tần Thư Giao, cười nói, vậy ta cũng không quấy rầy hoàng tử phi nữa. Nói xong cuối người thi lễ, rồi lập tức dẫn người đi. Tần Thư Giao nhìn Tiết Nhã bị trói, cũng biết chờ đợi ả chắc chắn là kết quả thê thảm. Chẳng qua là Tần Thư Giao không thấy đáng thương, ngược lại trong lòng rất thống khoái, thù kiếp trước, rốt cuộc mình đã báo. Hơn nữa còn không làm bẩn tay mình. Kết quả cuối cùng của Tiết Nhã, rất nhiều năm sau khi Tần Thư Giao trở về kinh mới biết được, ả bị phương sơ vũ bán cho một thanh lâu, cuối cùng lại vọng tưởng có một gã phú thương có tiền giúp ả chuộc thân, không nghĩ tới thê tử của phú thương này là con cọp mẹ còn chưa được chuột thân đã bị cọp mẹ này bắt lại lại bị bán trao tay đến những thanh lâu xa xôi về phần sau này tiếp nhã như thế nào tần thư giao cũng không đi hỏi thăm bởi vì nàng biết mặc kệ tiếp nhã sống hay chết ả sẽ sống thật thê thảm về phần hàng thế quân sau khi hết tết nguyên tiêu hoàng thượng liền hạ lệnh chém đầu răng chúng tần thư giao từng đứng phía xa nhìn tới hàng thế quân cũng đã sớm bị hành hạ thành người tàn tật không còn phong lưu tự do thoải mái như trước chỉ còn lại một cái xác làm người ta chán ghét trong lòng của nàng không có quá nhiều vui mừng cũng không có quá nhiều bi thương kiếp trước và kiếp này đã là hai con đường khác biệt cuộc đời của nàng sẽ càng thêm tốt đẹp hoàng thượng yêu cầu qua hết tháng sẽ để bọn họ bắt đầu lên đường mà khi đó tần thư giao cũng đã trải qua giai đoạn ba tháng đầu nguy hiểm mộ thiếu dục cũng yên tâm không ít trước khi rời kinh tần thư giao còn từng đi tần phủ mấy lần mấy lần nàng này cũng không nhìn thấy hai người tần tuyết như và ngô thị về phần hôn sự của tần tuyết như không có một chút tin tức lúc tần thư giao đi theo mộ thiếu dục đến định châu khí trời đã ấm áp mà bụng của nàng cũng to lên nàng sờ bụng to của mình trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn mộ thiếu dục từ phía sau lưng ôm lấy tần thư giao sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn một cái lên tóc của ôn hòa nói thích nơi này chứ tần thư giao quay đầu lại chống lại ánh mắt của mộ thiếu dục vuốt bụng của mình cười nói chỉ cần chúng ta đều ở đây như vậy thiếp đã cảm thấy hạnh phúc mộ thiếu dục cũng cúi đầu sờ sờ bụng của tần thư giao nàng nói đây là nữ hài bé gái hay nam hài bé trai tần thư giao nghiêng đầu nói thiếp hy vọng là nam hài bé trai tại sao bản thân ta thích bé gái. Tần Thư Giao hơi ngẩn ra, nàng nhớ tới kỳ nhi kiếp trước, nàng cảm giác cái thai này là kỳ nhi chuyển thế, cho nên nàng cảm thấy là bé trai. Bạch Thiển đi theo nàng cùng đến Định Châu, chẳng qua là nàng không ngây ngô ở Định Châu quá lâu, mà sau khi dừng lại mấy ngày, liền lưu lại một phong thư rồi đi mất. Mộ thiếu dục buông Tần Thư Giao trong ngực ra, sau đó lấy phong thư Bạch Thiển để lại đưa cho mộ thiếu dục, khẽ cau mày nói, không biết nàng đi nơi nào có lẽ là trở về Nam tỉnh. Mộ thiếu dục lại lộ ra nụ cười thoải mái, đừng lo lắng, nàng vô cùng tốt. Mặt kiếm đã đuổi theo rồi, tần thư giao nghe vậy không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức cười nói, thiếp còn nói dọc theo đường đi, thiển nhi không muốn nói chuyện mặt kiếm, không nghĩ tới hai người bọn họ. Mộ thiếu dục để thư trong tay xuống, sau đó ôm lấy tần thư giao, cười nói, Bây giờ nói không chừng hai người bọn họ đã tìm một thôn nhỏ trải qua cuộc sống ẩn cư rồi, mấy năm tiếp theo nói không chừng phía sau mông còn đi theo mấy đứa nhỏ nữa, nàng xem có phải chúng ta cũng nên tăng tốc hay không. Tần Thư Giao hơi đỏ mặt, cười nói, hiện tại trong bụng thiếp đang có một người đấy, chợt, mộ thiếu dục ôm ngang Tần Thư Giao lên, cười nói, một đủ thế nào, tối thiểu phải năm sáu đứa, Tần Thư Giao kinh hoảng vội vàng ôm lấy cổ mộ thiếu dục, vỗ vào nói, chàng cho ta là heo mẹ à bên trong phòng hài hòa làm cho người ta không ngừng hâm mộ mùa hè năm này quả nhiên tần thư giao sinh một bé trai năm sau hoàng thượng băng hà bởi vì mộ thiếu dục không hứng thú với ngôi vị hoàng đế nên để mộ thành hy thượng vị lên ngôi trong lúc đó tần thư giao theo mộ thiếu dục trở về kinh triệu tang phát hiện tần khả cầm cũng mang thai sắc mặt tốt hơn trước nhiều về phần tần tuyết như cũng có hôn ước chẳng qua là cửa hôn sự kia cũng không vẻ vang lắm, cửa hôn sự này là ngô thị tìm, chỉ vì gia thế đối phương tương đối với tần gia, nam tử kia cũng là một người thích ăn chơi đàm điếm. Ngô thị nhìn trúng chỉ vì gia thế của đối phương, mà tần tuyết như cũng biết danh tiếng và số tuổi của bản thân cũng không thể đợi thêm nữa, cho nên cũng chấp nhận gả qua, chẳng qua là lập gia đình không tới ba năm. Nam tử kia đã nhét đầy hậu viện tần tuyết như từ tròn tròn cũng thay đổi thành gầy trơ xương không còn hình người đây cũng là sau khi tần thư giao trở lại kinh thành đã từng đi xem tần tuyết như năm đức khi thứ ba tần thư giao nâng cao bụng bự ngồi ở trong sân nhì hai cha con chơi đùa trên mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc một đứa bé mập mạp nhìn thấy tần thư giao thì lập tức đứng lên chạy chậm đến bên người tần thư giao nâng khuôn mặt nhỏ bé mập mạp lên lôi kéo tay tần thư giao cười nói mẫu phi người mau tới giúp con một tay. Phụ thân lại ăn vạ, tần thư giao nhìn mộ thiếu dục, không khỏi hơi nhíu mày một cái, cáo, nói, chàng cũng nên nhẹ nhàng một chút, nhìn xem, con đã chơi đến một thân mồ hôi rồi đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mộ tử minh nhăn như một tờ giấy, không vui nói, con mới không phải là con nít đâu. Rõ ràng phụ thân thua còn ăn vạ. Hừ, còn không đáng tin hơn cả con nít tần thư giao cười xoa đầu nhỏ của mộ tử minh mộ thiếu dục đi tới bên người tần thư giao khẽ sờ sờ bụng của nàng cười nói hai ngày nữa sẽ sinh rồi mộ tử minh bên cạnh lập tức cười hoang hô nói qua con muốn có một tên tiểu đệ đệ rồi như vậy nó có thể chơi với con sau đó tùy tiện đánh con tần thư giao nghe không khỏi đen lại liếc mắt nhìn mộ thiếu dục một bên có chút trách cứ hắn không nên dạy con võ công từ nhỏ mà mộ thiếu dục lại ôm mộ tử minh chạy mất, cả phủ đệ đều là tiếng cười của đứa bé và mộ thiếu dục. Nhìn bóng lưng hai cha con bọn họ cười vui vẻ, tần thư giao cũng rất thỏa mãn, nàng cúi đầu nhìn bụng bự, nàng đã biết một kiếp, có thể được sống hạnh phúc như vậy. Hoàng,